Chào mừng các bạn đang đến với chương trình đào tạo doanh nhân TCA. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 nguồn thu nhập tại TCA. Đây là điều rất quan trọng mà những người bảo trợ sẽ hướng dẫn và giải thích cho những thành viên mới của mình biết rằng ở TCA có những nguồn thu nhập nào. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu một chút về sự khác nhau giữa người nghèo và người giàu nhé. Đối với người nghèo, họ sẽ tìm công việc. Ví dụ một người có công việc tạo ra thu nhập 20 triệu đồng trên một tháng. Khi họ nghỉ việc, họ sẽ không thể sang nhượng hay bán công việc đó cho người khác. Còn đối với người giàu thì khác, họ sẽ tìm tài sản. Ví dụ một người có một căn nhà và họ cho thuê giá 20 triệu đồng trên một tháng. Khi không muốn cho thuê nữa thì họ hoàn toàn có thể bán căn nhà này và thu tiền về. Cũng giống như ở TCA, khi bạn không muốn tiếp tục công việc kinh doanh của mình, bạn có thể bán lại doanh nghiệp hoặc hệ thống của mình cho người khác dựa trên định giá doanh nghiệp. Vì khi kinh doanh tại TCA nghĩa là bạn đang sở hữu tài sản. Nếu theo kế hoạch kinh doanh 12 tháng tại TCA, thì từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 12, thì số lượng thành viên chúng ta sẽ gia tăng từ 1 người đến 1.606 người, theo đúng nguyên tắc là một người bảo trợ ra 4 người và đào tạo hướng dẫn huấn luyện họ, để một người đều có khả năng bảo trợ ra cho 4 người khác. Như vậy, thì sau 12 tháng, hệ thống của chúng ta đã có 1.606 thành viên và với doanh số cộng dồn là 66 tỷ. Như vậy thì thu nhập của chúng ta sẽ tính như thế nào? Đầu tiên khi một thành viên gia nhập TCA, khi đã xác định rõ ràng động lực thúc đẩy hàng đầu của mình. Động lực ở đây, đó là lý do tại sao mình quyết định thay đổi công việc cũ sang công việc kinh doanh với TCA. Sự lựa chọn đó có những động lực gì bên trong, những điều gì chúng ta nhắm đến để hoàn thiện nó. Trên con đường hoàn thành động lực thúc đẩy này thì sẽ có 8 nấc thang và TCA sẽ đánh dấu từng cột mốc thành công của mỗi thành viên từ cấp độ 1 đến cấp độ 8. Mà nguồn thu nhập sẽ đến từ 4 nguồn sau. Nguồn thu nhập thứ nhất sẽ đến từ những quà tặng. Ở cấp bậc 8, khi thành viên đạt cấp bậc này, thành viên sẽ được tặng một căn hộ trị giá 1 tỷ đồng. Nếu thành viên đạt ở cấp bậc 7, thì quà tặng sẽ là một chiếc ô tô. Nếu thành viên ở cấp bậc 6, quà tặng sẽ là một chiếc xe SH. Cấp bậc 5 sẽ là một chiếc đồng hồ vàng. Cấp bậc 4 là một laptop cộng với máy chiếu. Cấp bậc 3 là một chiếc iPad. Tổng giá trị các quà tặng này sẽ tương ứng với 1,8 tỷ đồng. Giả sử một thành viên thăng cấp 8 trong 3 năm thì tương ứng thu nhập từ quà tặng sẽ là 50 triệu đồng trên một tháng. Nếu thành viên thăng cấp 8 trong 5 năm thì tương ứng thu nhập từ quà tặng sẽ là 30 triệu đồng trên một tháng. Như vậy, có thể nói rằng ký hợp đồng hợp tác với TCA nghĩa là bạn đang ký hợp đồng nhận nhà và nhận xe ô tô. Đó chính là nguồn thu nhập thứ nhất. Nguồn thu nhập thứ hai đến từ việc làm nghề. Ở cấp bậc 8, phí dịch vụ tương ứng là 78%. Ở cấp bậc 7, phí dịch vụ tương ứng là 75%. Cấp bậc 6 là 70,5%. Cấp bậc 5 sẽ là 64,5%. Cấp bậc 4 sẽ là 52,5%. Cấp bậc 3 sẽ là 39%. Cấp bậc 2 là 30%. Và cấp bậc 1 là 21%. Đây chính là nguồn thu nhập từ việc làm nghề. Thế thì nguồn thu nhập thứ 3 sẽ đến từ đâu? Nguồn thu nhập thứ 3 sẽ đến từ việc quản lý. Đó là nguồn thu nhập từ việc chúng ta tuyển dụng, hướng dẫn và hỗ trợ cho thành viên tuyến dưới có kết quả kinh doanh và được tính bằng phần chênh lệch phí dịch vụ giữa bạn và thành viên tuyến dưới trực tiếp. Giả sử chúng ta đang ở cấp bậc 4, chúng ta tuyển dụng được một thành viên ở cấp bậc 1, như vậy chúng ta sẽ có một khoản phí quản lý tương ứng là 31,5%. Nếu chúng ta đang ở cấp bậc 8 và chúng ta đang có một thành viên trực tiếp cấp bậc 4, thì phí quản lý của chúng ta sẽ là 25,5%. Nếu như chúng ta đang ở cấp bậc 8 và chúng ta có thành viên trực tiếp cấp bậc 1 thì phí quản lý của chúng ta sẽ là 57%. Nguồn thu nhập cuối cùng cũng là nguồn thu nhập thụ động đến từ hệ thống kinh doanh của chúng ta. Tại TCA, khuyến khích thành viên muốn phát triển doanh nghiệp bền vững cần có ít nhất là 4 nhánh hoạt động nghiêm túc và mỗi nhánh chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ cho họ tuyển dụng và phát triển thêm 4 nhánh nữa. Như vậy, đến tầng thứ 2 thì hệ thống của chúng ta đã có ít nhất 16 thành viên. Và cứ như vậy, đến tầng thứ 5, doanh nghiệp của chúng ta sẽ có hơn 1.000 người. Và ở tầng thứ 6 thì chúng ta đã có hơn 4.000 người. Như vậy, thu nhập thụ động chính là khoản thu nhập dựa trên phần chênh lệch giữa phí dịch vụ của cấp bậc chúng ta và cấp bậc của thành viên tuyến dưới trực tiếp. Sau đó nhân với doanh thu của toàn bộ các thành viên thuộc nhánh này trở xuống. Ví dụ cụ thể như sau, khi doanh nghiệp của chúng ta có khoảng 4.000 người và tỷ lệ hoạt động là 25%, tương ứng với đó là có 1.000 người hoạt động mỗi tháng, thì bình quân mỗi người có doanh thu là 15 triệu đồng trên một tháng. Như vậy, doanh nghiệp của bạn sẽ có doanh thu bình quân khoảng 15 tỷ đồng mỗi tháng. Như vậy, theo công thức trên, người ở cấp bậc 8 sẽ là 3% nhân với 15 tỷ và sẽ bằng con số là 450 triệu.
Nội dung phía trên cũng chính là khái niệm về 4 nguồn thu nhập tại TCA. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.